Rồi, hello, xin chào anh chị em các bạn ấy đến với kênh YouTube của Thắng Biker ha. Thì hôm nay thì mình lại tiếp tục cập nhật cho anh em một số cái mẫu xe mô tô cũ mới về ha. Thì dòng xe hôm nay thì mình sẽ cập nhật cái mẫu xe mới về, sau đó thì mình sẽ cập nhật thêm cái mẫu Sport 150cc. Vì cái mẫu Sport 150 thì cũng được khá nhiều anh em comment bên dưới hỏi khá là nhiều về cái mẫu như GX, CBR và R15 ha. Thì dòng xe mới về thì có cái mẫu 125 đến 400cc ha. À, thì hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho anh em lại ha. À, thì đầu video báo giá thì mình cũng sẽ cập nhật lại cái thông tin địa chỉ cửa hàng nhé. À, hiện tại mình đang đứng ở cửa hàng Phong Mô Tô ha, địa chỉ là 64 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Minh 2, Dĩ An, Bình Dương nhé. Và số điện thoại cửa hàng là 092770 và 4Q8 nhé. Cửa hàng thì vẫn có nhận giao lưu, trao đổi tất cả dòng xe, hỗ trợ trả góp và ship xe toàn quốc nhé. Mình trả góp thì mình chỉ cần có căn cước công dân, mình từ 20 tuổi trở lên nhé, không nợ xấu anh em nhé. Mình trả trước khoảng 30% giá trị xe anh ha. Rồi. Thì còn anh em đang xem video của mình mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông và chia sẻ cho mình sẽ tiếp tục review các mẫu xe khác cho anh em ha. Rồi, đồng hành với mình hôm nay thì có bạn Trọng sẽ cập nhật báo giá cùng mình ha, bạn Trọng ha. Chào anh chị và các bạn nhé, nay sẽ cập nhật mấy con xe mới về trước, hôm nay về khá là nhiều ấy. Từ qua về nay, thêm Ninja 400 anh em ạ. Thêm được con Ninja 400 2019, con này biển số Thuận An, Bình Dương, cho nên sang tên về đậu 1% thuế, cực kỳ nhẹ thuế. Đấy, màu xám xi măng rất đẹp. Xám xi măng rất là đẹp, màu hot. Con này 2019, đi 24.000 cây rồi. 24.000. Bô zin, đuôi zin, mọi thứ đều zin cả. Lên thêm cái chống đổ ấy. Như con này xe thì rất là sạch đẹp. Con này để cho anh chị 95 triệu thôi. 95 triệu thôi hả? Còn đi ra 4 mà rẻ quá ha. Con này chỉ có lên mỗi cái chống đổ thôi không? Lên mới cái chống đổ thôi. Đó, nó xe đẹp anh em nhá. Khá mềm. 95 triệu thôi, con Ninja 4 rồi. Đó. Và trong này về thêm vài chiếc. Ok, mình sẽ lướt qua mấy cái xe mới về trước ha. Cất lên trên lầu mỡ rồi. Đó. Xe thì đủ các phân khúc cho anh em lựa chọn kiểu dáng ha. Đây có về thêm Su GX R150. Đó, xe Su. Xe 2019 rất là đẹp. Chuyến này về Su toàn hàng đẹp luôn. Đó. Con này thì cũng là zin nguyên bản luôn ha. Nguyên bản luôn. Đó, bộ zin đủ zin. Xe đẹp luôn. Xin nhàn rồi. Đi 27.000 cây rồi. Biển số 69 của Cà Mau, 69E1 Cà Mau. Xe đẹp lắm nhé, cực kỳ đẹp. Con này để cho anh chị có 30 triệu thôi. Đã 30 triệu thôi hả? Bao rút hồ sơ cho anh chị về tên. 30 triệu bao rút ha. Máy nói chung là tất cả các dòng xe mình báo giá thì đã bao gồm phí rút hồ sơ anh em ha. Đó, anh em nào muốn rút hồ sơ thì cửa hàng sẽ rút hồ sơ cho anh em thôi. Đó, con này thì có mẫu MX125. MX125. Xe, con xe này là xe 2016 của Thái Lan. Xe Thái. Để mẫu đèn tròn. Con này thì nó đèn tròn, bô treo ha. Bô treo, con này đi 47.000 cây rồi. Cực kỳ sạch đẹp luôn. Xe rất đi, đẹp đi cũng khá nhiều nhưng máy móc rất êm ha. Thì thầm xe của Thái rồi. Dìn nguyên bản. Biển 61C1, Thuận An, Bình Dương. Sang tên cực kỳ nhẹ thuế nhanh nhá. Con này để cho anh chị có 22 triệu thôi. Rồi, 22 triệu thôi. Đó. Cực kỳ đẹp, cực kỳ rẻ. Tại cái dòng MX này còn mấy chiếc? Trên nhà thì còn 3 chiếc đèn vuông, một chiếc đèn tròn nữa. Đèn tròn trên nhà bằng giá 22 triệu. Còn đèn vuông rẻ nhất là 26 mà mắc nhất là 32 triệu. Đó, anh em nào mà muốn tham khảo cái mẫu này thì có còn vài chiếc nữa ha. Anh em thì inbox Zalo cửa hàng nhé. Rồi, ok. Bây giờ mình trên lên lầu lửng ha. Lầu lửng thì em có định. Lầu lửng ha. Thế thì mình cập nhật luôn mấy cái này thì tí đã xuống. Ok. Mẫu CBR ha. CBR 150R thì có hiện tại có cả xe mới và xe cũ. Đó, xe mới thì nằm tất bên trong này. Ở đây xe mới em này. Cái hàng này xe mới hết nhá. Màu HRC này là để cho anh chị là 65 triệu một chiếc bao VAT. Đấy, 65 HRC, à. HRC hiện tại còn 15 chiếc ấy. À, cái mẫu này thì được bảo hành chính hãng luôn em nhé. Bảo hành chính hãng 3 năm, hết tất cả. Bao VAT luôn. Còn rồi. Cái màu đỏ đen như thế này, mấy màu đen nhám màu đỏ đen như thế này thì để cho anh chị 61 triệu một chiếc bao VAT. Đó, này đỏ đen cái, và đen nhám. Này hơn. Nó chỉ khác cái màu chút xíu thôi. Đúng, khác cái màu, còn độc cùng độc, nói chung là bực này thì chi tiết nó đều giống nhau hết. Chỉ khác cái màu thôi. Đó, khác màu đen tranh nhau mấy triệu. Màu đen đỏ đen. Rồi. Đây sàn này có mẫu cũ hiện tại còn 5 chiếc này. Này biển 83. Chiếc đầu tiên là chiếc biển 83 của Sóc Trăng. Xe 2023. Đi cực kỳ lướt, 7.000 cây. Con này giảm xuống còn 18. 18 à? Dạ, có giảm luôn ha. Đi có 7.000 cây, rồi. Xe 2023. Chiếc này để cho anh chị là 52 triệu. Rồi, 52 triệu. Đúng không? Chiếc trong này biển 68 này. 68 Kiên Giang, màu đỏ đen anh em. À, xe thì cũng zin nguyên bản em nhé. Nguyên bản 2022. Chiếc này để cho anh chị là 51 triệu. Đó.
đi có 4.000 cây nhé. 4.000 ha, 51 triệu. Sang đến con tiếp theo này. Ok. Con này là 20. Đây, con này màu đỏ đen là... Màu nguyên bản nó màu đỏ đen. À, chiếc này màu đỏ đen luôn ha. 2022. Đó, lên tiêm chùm nhá. Chùm 94 Bạc Liêu. Đấy, sang đi 8.000 cây thôi, cực kỳ ít đi. Đang bán là 52 triệu. Rồi. Đây, con này rẻ nhất nhà đây. Dạ, con cái này hôm nay giảm giá anh em này. Bản HRC anh em. Đó. Bản này bản HRC. HRC ha. Máy móc thì mọi thứ đều nguyên zin hết. Có lên có cắt đuôi và lên thêm chống đổ thôi. Đó, chiếc này để cho anh chị là 48 triệu. 48 triệu thôi anh em nhá. CBR mẫu mới mà quá rẻ luôn nha. Đó. Gần bằng cũ trên nhà. Đấy, tiếp đến còn đây thì cũng là bản HRC luôn. 71 của Bến Tre HRC. Chiếc này đi 7.000 cây rồi. Đó, chiếc này đang giảm cho anh chị là còn 54 triệu thôi. 54 triệu. Thì em nhé. Chung là chỉ còn là một chiếc màu đen này, đen 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 nhám thì một chiếc xe mới. À, xe mới. Chiếc này là 61 triệu. Alo, à, đúng rồi 61 triệu 61 bao VAT cho anh chị. 61 bao VAT. Màu đen nhám thì có một chiếc thôi. À, rồi mình sẽ lên lầu lửng ha. Lầu lửng còn một số cái mẫu xe mới về với lại mẫu CBR GX R15 trên đó luôn. Ok. Hôm nay có về thêm chiếc R15 nữa này. R15 V3 tem chùm. À, con này có lên chống đổ, lên tem chùm này. Tem chùm bát út gầm. Đó, một cái tem khá là luôn. Xe đi 19.000 cây rồi. À. Xe 2019 anh em. Đi sang mất tiêu. 2019 chứ là để cho anh chị có 38 triệu thôi. Rồi 38 triệu ha. 38 triệu, xe rất là đẹp. Chùm. Tại tem chùm đẹp em, chùm luôn. Đèn kính chắn gió ha. Nó đẹp. Chỉ cần thiết lột thì em sẽ lột cho. 38 triệu. Được, vào trong này có chiếc SU mới về nữa, SU chiếc... GX. Màu chiếc đen. Này chiếc SU, SU ABS luôn em này. ABS luôn, màu đen đỏ nhá anh em. Đó, biển số Suzuki 61 GX ABS. 61 của Bình Dương. Đèn này. Đi 18 con cây ABS luôn. Ok. Lên nút gì nữa. Không chờ cho nó. Con này để cho anh chị là mới về chú biết giá nhỉ. Đợi em 1 phút 30 giây. Chích giá lại ha. Chú biết giá. Mẫu này giá. Mẫu ABS nhé. ABS này còn 2 chiếc hả? 2 chiếc, màu trắng ở dưới đây. Đó. Chiếc này để cho anh chị 35 triệu. 35 triệu thôi ha. Đó, ABS luôn có 35 triệu thôi anh em nhé. Màu đen nhé. Nhưng mà có rẻ luôn. Mẫu đích, khởi đích có rẻ. ABS thì em không chiếc ABS luôn hả? Chiếc này để cho anh chị 38 triệu thôi. ABS luôn. Con này đời 2020, đời cao. Con này đời cao hơn con kia. Đi nhiều hơn, 35.000 cây. À, con này có lên tiêm chùm. Chùm, đúng rồi. À, 38 triệu. Màu gì nó vẫn là màu trắng xanh, nhưng chủ xe chùm thêm lớp. Con này biển 59 nhé. 59 của Sài Gòn. Biển Sài Gòn luôn. Ok. Đó. Còn bên này cũng chiếc GX luôn. GX, chiếc này thì màu xanh. Zin nguyên bản luôn. Zin nguyên bản. À, chiếc này về đêm qua. Biển số 60 của Đồng Nai 2019, đi có 4.000 cây đấy nha anh em. 4.000 cây. Có đẹp. Để cho anh chị 32 triệu. Đó, 4.000 cây thôi nhé, 32 triệu. Nói chung là cái mẫu GX bây giờ nó có rẻ luôn. Có rẻ. Anh em dễ, rất là dễ chơi. GX còn có chiếc nào thì hết rồi không? Hết mất rồi, vâng. À, mình cập nhật luôn cái mẫu CBR mẫu cũ ha. CBR mẫu cũ đầu tiên là con biển 66 ở Đồng Tháp, xe màu đen nhám, tem màu cam, đi 28.000 cây rồi. Con này có lên cái bô thôi. Đúng, cái bô bắt út gầm. Xe này để cho anh chị là 39 triệu. Đó, 39 triệu. Con xe này con cực kỳ rẻ. Xe này biển số Sài Gòn luôn. 59 biển Sài Gòn luôn nhé. À, chủ xe thì có sơn lại cặp mâm thôi. 13.000 cây. Sơn lại cặp mâm, độ ghi đông. À, độ ghi đông ha. Nhìn nó không được, ưng nó không được. Độ ghi đông rồi, tay thắng tay côn. Đó, nhưng là không được đẹp lắm ha. Rẻ, 34 triệu bao 30... rút hồ sơ cho anh chị. Đó, 34 triệu bao rút hồ sơ. Con này thì máy móc cũng nguyên zin ha. Nguyên zin đây. Đó, ok. Đấy, sang bên này có con này nữa. Biển CBR, biển 93 của Bình Phước. Con này thì có lên bô, bát đút gầm. Gầm chống đổ. Đó. Trước này đi 28.000 cây rồi. Để cho anh chị có 39 triệu 900 thôi. Rồi, 39 triệu 9. Thì mềm nhé. Đấy, tiếp đến là có con này hồ sơ có sẵn rồi. Anh chị sẵn về ra tên thôi. Bây giờ bộ độ khá là ấm này. Xe 2019 em bán là 40 triệu tròn.
40 triệu tròn 2019. Con này thì tiếp cũng biến Sài Gòn luôn. Con 50 biển số Sài Gòn. Con này bán cho anh kia về chạy nó hơi mỏi nên anh bán lại. Con này máy móc thì êm lắm, đời cao. Mà dàn áo sạch sẽ mới được bán bao tranh chấp cho anh chị. 33 triệu bao tranh chấp. À 33 triệu bao tranh chấp. Con này thì tại nó có qua nhiều đời chủ. Đúng rồi. Khó tìm mà khó tìm chủ ha, nên bán bao tranh chấp cho anh em. Tiếp đến là con biển 93 Bình Phước, biển bản Bình ABS. Phước. Đi có 5.000 cây anh em. Con này ABS anh em nhé, đi 5.000 cây. Chưa để cho anh chị là 43 triệu tròn. Rồi, 43 tròn. Rất là mềm. Và tiếp đến là CR thì hết rồi, sao đến mẫu GSX. R15 ha. R15. R15 V3. R15 V3, chiếc đầu tiên là chiếc biển số 37 của Nghệ An. Đi 16.000 cây rồi. Em sẽ để cho anh chị là 38 triệu. Rồi, 38 triệu. À, giảm xuống con 37 thôi. Con này giảm còn 37 ha, biển 37 Nghệ An. Tiếp đến là con biển số 68 Kiên Giang. 68. 68G168899 xe 2020. Con này đang giảm xuống còn 37 triệu. Lỗ khá là nặng con này. 37 triệu luôn. Sang đây con này độ phun bài nồi bô xăng lửa. Nồi bô xăng lửa. Con này 2020 ha. 20 biển 95 của Hậu Giang. Con này để cho anh chị là 37 triệu luôn. Rồi, 37 triệu. Tiếp đến con này, màu vàng, biển 94 Bạc Liêu. Màu xám vàng, xe 2019. Máy móc hơi du. Để cho anh chị 35 triệu. Con này chỉ có 35 triệu. 35 triệu thôi. Cái mềm. Giá rẻ nhất là 35 rồi. Ha. Tiếp đến là con biển 49 của Lâm Đồng. Lâm Đồng, xe 2020. Đi 11.000 cây rồi. Chiếc này để cho anh chị là 40 triệu tròn. Đó, xe zin nguyên bản anh nhé. Zin nguyên bản 2020. Đơn giản hơn một chút thôi. Rồi. Sau đây có con biển 37 Nghệ An này, 2020 này. Con này thì có lên bô trong đổ này, bắt đút gầm. Đi chân gió này. Đi 19.000 cây rồi. Chiếc này em sẽ để cho anh chị là 37 triệu. Rồi, 37 triệu thôi. Tiếp đến là có con biển 84 Trà Vinh, xe zin tiết. Rất là đẹp. Con lên tay côn tay thắng. Đi 17.000 cây rồi, kính gió nữa. Đó, chiếc này để cho anh chị là 38 triệu. 38 triệu. Rồi. Tiếp đến là con này. Đấy, con này thì có lên đồ chơi cơ bản này. Anh em nào có thích cái mẫu lên đồ chơi cơ bản rồi thì cùng mình tham khảo chiếc này. Bô nổ khá hay, đi 9.000 cây, xe 2021. Ủa, chiếc này để cho anh chị là 47 triệu nhé. Chiếc này có lên đĩa luôn, hai đĩa luôn à? Hai đĩa, hai đĩa kiểu. Quá đẹp luôn. Không sử dụng được. Nói chung là xài cho một đĩa thôi, một đĩa bên kia là cho đẹp thôi nhá. Nhưng mà lên khóa nhìn nó đẹp hơn. Lên chống đổ, lên bô, bài ra sau. Full đồ chơi cơ bản, kinh doanh. Đồ chơi cơ bản có đủ luôn. Chiếc này để cho anh chị là 47 triệu. 47 triệu. Nhiều đồ chơi. Rồi. Tiếp đến là con này, biển số 67 của An Giang. Biển An Giang. Xe 2021. Con này bán cho anh chị có 40 triệu tròn, đi 17.000 cây rồi, 40 triệu tròn. Con này 40 triệu tròn. Tiếp đến là con biển 81 của Sóc Trăng, 2021. Cũng 40 triệu luôn, xe đời cao như màu xám xanh, xe 2021 mới có cái màu này. Đó. 40 triệu. Zin nguyên bản luôn em nhé. Rồi. Tiếp đến là con này rẻ, biển 82 của Con Tum, xe có sơn ánh bạc. Con này màu sơn độc lạ luôn, lên màu kim tuyến. Kim tuyến, xe 2018, có lên là thêm chống đổ nữa. Trên này để cho anh chị 35 triệu thôi. Con này cũng 35 luôn. Đó, cái mẫu R15 thì giá khá rẻ thôi. R15 V3 cuối cùng. Con này cũng có lên bô. Bô đi có 6.000 cây, xe biển 81 của Gia Lai, 2022. Con này cái này dán thêm tem, dán thêm tem. Xe 2021, chiếc này để cho anh chị là 44 triệu. 44 triệu, 2021, biển Gia Lai. Rất đẹp. Con này thì chỉ có lên một cái bô này, rồi biển số đút gầm. Số gầm, kính gió. Kính chân gió thôi. Ha. Dâu, thế đó, còn lâu rồi còn lại nguyên zin hết. Rồi, ok. Đó, nói chung là hôm nay thì có một số cái mẫu xe mới về với lại một số cái mẫu xe Sport 150 thì mình sẽ cập nhật lại tất cả các mẫu xe cho anh em tham khảo rồi ha. Anh em mà quan tâm cái mẫu xe nào muốn chi tiết hơn thì mình cứ inbox Zalo, cửa hàng sẽ cung cấp thêm thông tin hình ảnh kỹ hơn cho anh em ha.
Cửa hàng thì có hỗ trợ trả góp và ship xe toàn quốc em nhé. Trả góp thì mình chỉ cần có căn cước công dân từ 20 tuổi trở lên, không nợ xấu nhé. Mình trả trước khoảng 30% giá trị xe em nhé. Đấy. Còn bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại anh em những cái video sau nhé. Anh em mà có thắc mắc gì về giá cả các dòng xe khác thì có thể là bình luận bên dưới ha. Mình sẽ làm video sau để cập nhật báo giá sau nhé. Đấy, còn bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại anh em những cái video sau ha. Rồi ok, chào bạn Trọng ha. Chào chị các bạn nhé. Đó, anh em mà có thắc mắc gì thì anh em cứ inbox Zalo ha. Hoặc là bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em những cái video tiếp theo.